Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Chốt lại bây giờ thì mua máy Xiaomi về ấy, phải để ROM gốc thì mới lên được HyperOS hay sao? Loanh quanh 3 triệu rưỡi có nên mua chiếc Galaxy A90 5G hay không? Và chiếc Redmi Note 13 liệu có ngon hơn cả chiếc Redmi K60? Tất cả sẽ ở trong đường hôm nay nhé, bắt đầu thôi. Ok, xin các bạn 30 giây quảng cáo. Team chúng mình có một cái Shopee tên là Mobile City Media Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sờ nóng lạnh, bao mức giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa nha, bảo hành vàng 12 tháng tại tất cả chi nhánh của Mobile City. Những bạn ở xa không đến sốt được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh được chưa? Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đến với câu hỏi đầu tiên, cho mình hỏi bây giờ mình mua máy K60 Pro nguyên siêu, mình mua về không cần unlock bootloader thì có xài và up lên HyperOS được không ạ? Ok, dạo gần đây thì đang nổi lên cái vụ là Xiaomi làm gắt gao cái vụ unlock bootloader nha. Cụ thể, những chiếc máy đời cũ đang chạy MIUI ấy, nếu đã bị unlock bootloader thì sẽ không được update OTA lên phiên bản HyperOS đúng chưa? Ngoài ra thì những chiếc máy lên được HyperOS rồi thì cũng sẽ không dễ dàng unlock bootloader nhá. Các bạn sẽ phải có tài khoản của Xiaomi Trung Quốc cơ. Mình cũng có một video nói chi tiết về cái vụ này rồi, các bạn thể xem lại nha. Trong video ngày nay thì mình sẽ tóm tắt lại thôi. Thì đó, thứ nhất, bạn không unlock bootloader thì cứ dùng bình thường nha, dùng ROM gốc ok và khi mà có HyperOS lên thôi. Nhưng mà theo mình, bạn sẽ phải chờ khoảng tầm 2 tháng, thậm chí là hơn nhá, có thể là 3-4 tháng. Tại vì theo Xiaomi công bố là đến quý 1 mới được update mà. Quý 1 sẽ là tháng 1, tháng 2, tháng 3 cơ. Không biết cụ thể là tháng mấy. Thì thôi, chờ lâu quá, theo mình nhá, bạn cứ unlock bootloader đi. Cài ROM quốc tế, ROM EU mà dùng cho thoải mái đúng không? Và khi mà có HyperOS chính thức ấy, thì khi này nhá, bạn up lại về ROM gốc là một này. Và thứ hai, bạn relock lại cái bootloader, đó. Thì cũng sẽ update OTA một cách bình thường nha. Hoặc đơn giản thôi, khi mà có HyperOS chính thức ấy, bạn chờ thêm khoảng một vài ngày thôi, khoảng tầm một tuần là cùng. Sẽ có những cái ROM phiên bản up bằng Mi Flash này, hay là up bằng Fastboost nha. Thì khi này ấy, không cần phải lock lại bootloader gì cả nha, up ROM bình thường. Nói chung ấy, các bạn đừng căng thẳng quá cái vụ Xiaomi gắt gao nha. Kiểu gì cũng sẽ update với cả up ROM được thôi. Đến với câu hỏi thứ hai, anh cho em hỏi có 3 triệu rưỡi đang muốn mua máy Samsung A90 bên cửa hàng, đang phân vân không biết có máy nào ổn trong tầm giá không. Em chỉ cần nhu cầu cơ bản, nghe gọi, ổn định thôi ạ. Em cảm ơn. Rồi, mình sẽ nói về nhược điểm của chiếc Galaxy A90 5G trong tầm giá trước nhá. Máy sở hữu con chip Snapdragon 855 đúng không? Tuy là chiếc Galaxy A90 5G ấy là một chiếc máy mạnh trong những chiếc máy dùng con chip 855, nhưng mà trong tầm giá thì lại không mạnh. Đó, tại vì 3 triệu rưỡi thì thậm chí nhá, bạn mua được con chip Snap 865, ví dụ như chiếc LG V60 đúng không? Ngoài ra thì với chiếc Galaxy A90 5G thì các bạn sẽ chỉ có một loa mà thôi, xem phim giải trí không sướng. Nhưng mà rõ ràng rồi, ưu điểm của chiếc A90 5G ấy là một chiếc máy Samsung thương hiệu lớn này. Full tiếng Việt, không chậm thông báo, các bạn nghe gọi ổn áp, dùng là máy chính ok. Thiết kế của máy rất tốt nha, chúng ta sẽ có khung kim loại này, cầm nắm khá là cao cấp. Màn hình của máy tuy là hơi lạc hậu nhá, giọt nước với cả 60Hz nhưng mà viền hai bên rất mỏng và chất lượng hiển thị thì gọi là tuyệt vời luôn, cực kỳ sống động. Bảo sao nhiều anh em cứ thích màn hình của Samsung tại vì thực sự nó quá tốt các bạn nha. Camera của máy cũng rất ok nữa, nhất là cái phần cam selfie nhá, 32 chấm chụp nét căng luôn. Pin sạc thì ổn này, 4.500 đi kèm với cả 25W. Thì đó, mình thấy nhu cầu của bạn là ok, rất phù hợp tại vì một chiếc máy Samsung ổn định mà. Nhưng mà đó, trong tầm giá thì chiếc Galaxy A90 5G ấy không phải là chiếc máy mạnh nhất nha. Ví dụ LG V60 là sẽ mạnh hơn. Chuyển sang câu hỏi thứ ba này, Redmi K60 với Redmi Note 13, cái nào ngon hơn vậy? Vãi trưởng luôn. Bạn hỏi một chiếc máy tầm giá dưới 4 triệu với cả một chiếc máy loanh quanh gần 7 triệu. Chênh nhau quá nhiều luôn nhá, gần gấp đôi mà. Thì rõ ràng là chiếc Redmi K60 nó hơn hẳn rồi. Tuy nhiên, sẽ có một vài điểm mà chiếc Redmi Note 13 thậm chí tốt hơn so với cả Redmi K60 nhá. Ví dụ này, ngoại hình của chiếc Redmi Note 13 thì theo mình là đúng trend với cả đẹp hơn, đúng chưa? Viền vuông này, cụm camera to, nhất là phiên bản màu trắng ấy, rất là sexy. Chưa hết, chiếc Redmi Note 13 thì sẽ có kháng nước IP54 nhá, trong khi chiếc Redmi K60 thì không có. Đó. Và camera của chiếc Redmi Note 13 ấy, độ phân giải lên tới 108 chấm. Trong trường hợp các bạn set đủ sáng này, kiểu như phòng thu ấy, rất nhiều đèn thì khi này ảnh của chiếc Redmi Note 13 nhá, nét hơn so với cả 64 chấm của chiếc K60, chuẩn chưa? Còn đâu thì những trang bị khác rõ ràng rồi, Redmi K60 nó sẽ vượt trội hoàn toàn, nhất là về con chip nha. Snapdragon 8 Gen 1 của chiếc K60 rất mạnh của own game. Nó phải mạnh gấp gần 3 lần so với cả Dimensity 6080 của chiếc Redmi Note 13. Đó. Em Note 13 thì chơi game nhẹ nhàng thôi. Màn hình K60 độ phân giải cao hơn này, pin cũng trâu hơn, 5.500, sạc nhanh hơn 67W. Và chiếc K60 sẽ có hai loa nhá, trong khi chiếc Note 13 thì chỉ có một loa mà thôi. Nói chung là đó, rõ ràng là một chiếc máy tầm trung thì nó sẽ hơn hẳn so với cả một chiếc máy giá rẻ nha. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua các máy trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để link dưới phần mô tả và video game của video. Giờ xin chào, bye bye.